Phật tử, Đại Bồ Tát hoặc bị chúng sinh mắng chửi, hủy nhục, đánh đập, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu. Tất cả như vậy đều nhẫn thọ được, chọn không vì đó mà sinh tâm sân hại. Nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp, tu Bồ Tát hạnh, nhiếp thọ chúng sinh, luôn không xả bỏ. Tại sao? vì Đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các pháp không có hai tướng, tâm chẳng động loạn, xả được thân mình mà nhẫn sự khổ đó, đó là tâm Đại Thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ bảy. Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, kiếp thủa vị lai vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận, hết những kiếp đó tôi sẽ ở trong một thế giới hành bồ tát đạo giáo hóa chúng sinh như một thế giới tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng đều như thế mà tâm chẳng kinh hãi sợ sệt tại sao vì pháp bồ tát đạo nên như vậy vì tất cả chúng sinh mà tu hành đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ tám phật tử đại bồ tát lại nghĩ như vậy a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề dùng tâm làm gốc nếu tâm thanh tịnh thì sẽ viên mãn tất cả căn lành nơi phật bồ đề tất được tự tại muốn thành a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề tùy ý liền thành nếu muốn đoạn trừ tất cả thủ duyên chủ đạo một hướng thì tôi cũng đắc được nhưng tôi không dứt, vì muốn rốt giáo Phật Bồ Đề cũng không lập tức chứng vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì để viên mãn nguyện xưa, tận tất cả thế giới hành Bồ Tát hạnh giáo hóa chúng sinh. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ 9. Phật tử, Đại Bồ Tát biết Phật bất khả đắc, Bồ Đề bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, tất cả Pháp bất khả đắc, chúng sinh bất khả đắc, tâm bất khả đắc, hạnh bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tất cả thế gian bất khả đắc, hữu vi vô vi bất khả đắc. Như vậy, Bồ Tát trụ tịch tĩnh, trụ thâm sâu, trụ tịch diệt trụ không tranh trụ không lời trụ không hai vô đẳng trụ tự tánh trụ như lý trụ giải thoát trụ niết bàn trụ thật tế cũng chẳng bỏ tất cả đại nguyện chẳng bỏ tâm nhất thiết trí chẳng bỏ bồ tát hạnh chẳng bỏ giáo hóa chúng sinh chẳng bỏ các ba la mật chẳng bỏ điều phục chúng sinh chẳng bỏ thừa sự chư phật chẳng bỏ diễn nói các pháp chẳng bỏ trang nghiêm thế giới tại sao vì đại bồ tát phát đại nguyện tuy thấu đạt tướng tất cả pháp tâm đại từ bi càng thêm tăng trưởng vô lượng công đức đều tu hành đầy đủ nơi các chúng sinh tâm không bỏ lìa Tại sao? Vì tất cả các pháp đều không chỗ có, phàm phu ngu mê chẳng biết chẳng giác. Tôi sẽ khiến cho họ đều được khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân minh. Tại sao? Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt, mà dùng tâm đại bi nơi các thế gian thuyết pháp giáo hóa chưa từng ngừng nghỉ. Nay tôi sao lại bỏ đại bi? Và trước hết tôi sẽ phát tâm thệ nguyện rộng lớn, phát tâm quyết định lợi ích tất cả chúng sinh phát tâm tích tập tất cả căn lành phát tâm an trụ hồi hướng khéo léo phát tâm sinh ra trí huệ thâm sâu phát tâm hàm thọ tất cả chúng sinh phát tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh nói lời chân thật chẳng nói lời hư dối nguyện ban cho tất cả chúng sinh đại pháp vô thượng nguyện chẳng dứt giống tánh tất cả chư phật Nay tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ Phật Pháp, đại nguyện chưa viên mãn, sao lại muốn bỏ lìa đại bi? Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ 10. Phật tử, đó là 10 tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được tánh kim cang vô thượng đại thần thông trí huệ của Như Lai.